Rồi xin chào các bạn. Hôm nay nhà mình ăn đồ nướng nha. Sổ lụi nướng. Đây là mình thấy có ớt chuông nè, đậu bắp nè, này giống xào á. Có cả thịt bò nữa. Tụt cái thịt bò xào hả? Nướng. Nay có con chim năm về nè, mua về nướng cho tụi nó ăn. Bạch tuộc xiên que với thịt bò. Thịt bò xiên que luôn. Tôm thẻ. Nướng thì mình nói em lấy ít cơm đá để vô nó lột chóc. Chị không gọi kêu Long Xuyên về luôn. Con Đức nó mới về nãy thì nó đi rồi. Có thằng Hăng về không? Hai người này đang nói xấu ai nè. Hôm nay mây giải cá rất là đẹp luôn. Rồi xong bắt đầu mình ướp. Ướp muối ớt hả? Cái đó làm mất được luôn à. Bỏ mấy thịt bò này bỏ vô nước chung thịt bò này luôn đi. Thịt bò nào? Nhưng mà thôi mấy nấm này đọt
Chạy xe mà. Cái này nó mau lắm, nó leo lên là chạy được à. Ở dưới nó có xe đạp á. Nó cũng ít có cho chạy ra đường lắm. Mà nó leo lên sao nó chạy được à. Ừ tính ra cái bụi sáo nó mỏng lắm mày. Ừ. Cái ngon nữa rồi mày. Thấy không? Móng của nó sắc sao á. Mềm. Ừ. Rồi này phải sắc cục cục á, nướng ăn nó mới mềm. Dài sao ăn, nồi mấy đứa nhỏ sao nấu. Trời ơi, chúng ta làm bò lúc lắc sao chị? Dạ, nó chín xong. Sáng em lựa cái miếng bò mềm. Thấy người ta làm bò lúc lắc không? Cuối cùng có mấy con tôm nữa. Ủa bé Ngọc đi về hả Quyên? Về ông ngoại kêu nó tắm nó mời qua chơi. Nhưng mà nó không có qua đâu, nó không có tắm đó. Nó tắm nó mời nó viết bài luôn á. Thì nó mới qua. Nó tuổi với con không mà nó viết bài rồi. Nó lớn hơn Quyên tuổi. Ai cái này nướng là kêu bằng gì bấy? Xiên que. Xiên que à? Xiên que. Đó vậy cũng không biết xiên que luôn. Ừ. Dầu hả? Kìa cây cỏ trống kìa, chế miếng dầu quét lên cho nó ướt. Dầu nó cháy mẹ ơi, cái nước sốt của nó. Cái nước ướt của nó còn á. À. Nãy em đổ hết rồi. Nè, đây con nè. Ừ, chứ nè. Quét mình lên chứ tao thấy nó khô. Đúng rồi, nó mắc có bắt mắt. Đúng rồi. Giận. Vậy hồi cho 1 tiếng lọt ra sổ nha, không ăn nha. Hấp dẫn không? Ủa chung đâu chứ nó lên ăn. Giờ này chắc nó hăng rồi. Nó hăng nãy
giờ nhiêu nó đủ rồi. Anh ba chung lên ăn em ăn hết à. 1 2 3. Nhìn gì nhìn? 1 2 thấy hết trơn. Đó là bằng chứng cái tổ. Mấy chai? Chai không? À, đánh rồi, đánh cá thì nhiêu đây nó quơ qua cái cũng hết mẹ rồi. Rồi đánh rồi. Cho mấy chở về mà. Không cho mấy chở nè. Năm k là cái que không, còn có thịt nữa là 20k. Mày ăn mấy sâu? Cái nào chín thì đưa ra gì nghe đây nè. Cái bắp này nãy mà ướt chung luôn á. Ướt chung á chị. Nãy nó chín rồi không bảy? Nó không có lẹt nhát à. Ờ đúng. Ai trụng cho thấy chắc chảy không đấy. Để chồng lên cho nó nóng. Cái chín còn lại. Trời ơi, hết đám này tới đám khác nằm, ừ, đang cỉnh nhân. Chị đi xem đa là tiêu luôn. Ngon không? Ok đúng rồi. Có chung chuyện với trời. Trời ơi, Nguyên mới đây đúng quất hết trơn hai que luôn. Rồi, ngon. Sống bơ bơ. Ê hả? Rết nhiều thịt. Không, lấy chút xíu rồi đưa cho ngoại luôn. Ngoại nằm đâu, nằm giống hả? Con bơ đen có ăn gì đó. Nãy giờ ngoại chưa ăn đi, con chưa ngoại. Giả bộ ha, giả bộ đang lấy sâu không này cho sâu nè. Đó, giờ không biết xiên que là cái gì luôn á. Ghê, cái đóng cái lèn sao á. Để lại đó đi má. Mà trời này nướng mới ngon này chứ coi nóng bốc quả nướng. Nãy đang hầm mới gì than hầm cái ông trời mưa. Đúng rồi ông Khương mình. Khương hết chứ Khương. Ha 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 ha.
Thiếu gram nè, bẻ mấy cọng đâu gram em? Ở trong tủ có kìa, tủ lạnh á. Cho trời ơi, ăn mà mưa nó rớt kìa. Để lại mắt nghẹn như bánh bông lan này. Nghe không? Há họng ra lấy con tôm nè. Thọt vô con tôm dính vô. Gặp hai thế là ngon. Mưa quá trời mưa. Mai về Nam ơi. Có xe đò mà cứ xe đò bây giờ này xe đò xe gì không ướt. Tay nước miệng nha, nhép nhép hào quá. Trời ơi, tôi thấy tôi cắm 10 trong bếp tôi thấy trời ơi có gì giống con heo không ngon ơi. Quá trời quá đó trời. Chút nó dọn lên ăn luôn, không có lại cốc xỉa nữa, hào quá. Rồi, mời các bạn vô thưởng thức món nướng nha. Mấy em bé này nhiệm vụ có ăn rồi chơi thôi à. Ăn chơi rồi la. Đi. Ăn có sức cũng mới la chứ. Rửa hai sau nha. Rửa hai sau đi. Hỏi lộn sợ. Rửa hai sau. Má cho ăn má. Rồi rửa hai sau. Bếp luôn. Nè chiều cho ba nè, bỏ theo cho ba. Bếp đứa con. Bỏ theo trong tủ đi con. Má. Để lên chồng chén. Để chiều cho ba chưa. Ừ, cái chén đó. Chiều cho ba chưa chìm rồi, chiều rồi. Ăn ngủ rồi để cho chiều qua đi. Dạ, ăn xong đi, bắt đầu chia tép tiếp. Đông vui. Sắp còn thịt lộn nữa. Đông vui quá. Mà hao. Mình đứng quay lát không còn sâu nào để ăn nè. Kệ nhiều cho ăn hết đi. Chỉ đứng quay thôi. Mấy sao hả? Mày lên ăn đi. Dạ. Uống Quyên ăn chưa? Nó đang ăn nè. Nó mà hả? Ăn cái mày. Ăn thử thức một thôi. Chạy vô. Ăn cái món trưa ngon ngon. Trời ơi. Ăn ngon, thả cà hoa bướng được. Mà có nghĩa là một miếng thịt được nướng. Gỏi. Có thịt một miếng củ rau. Đúng rồi. Chứ ăn không cũng ngon. Thôi kẹp miếng rau găm nữa ngon thì. Sao mùi vị thế nào? Ngon ngon. Thôi để bước một cái này nó mới biết được. Nguyễn ăn mà chỗ hơi mặn. Thiếu gì ha? Thiếu bia. Thiếu dụ. Trời là nó uống rượu mà nó uống bia bị đái chứ luôn. Uống mà đái mới chết á. Ăn đi Vinh. Ăn đi. Rồi nước miếng nó chảy tùm lum hết trơn, đưa cho nó cái khăn. Tương ăn hết nào ăn. Ừ, chuyện rồi, lờ ra. Đúng rồi, ra mới thịt nè. Thôi, ra. Bỏ ăn xong, bỏ cây xuống bên đi. Ừ. Ăn rồi gom cây lại nha, đừng có bỏ tùm lum đi đạp chết nha. Gom đóng mà. Đó, đóng lại đang mình biết đứa nào ăn mấy cây rồi. Mình muốn mình kia mình nướng nữa được mà. Thôi bỏ, ăn hành bỏ chứ. Trời. Nhà cộng vừa nhóc. Cái nào ăn rồi ăn xong. Vậy tới mình phải không? Ừ. Đứng mà lựa, người ta ăn lựa kìa. Nó nhìn vừa lựa camera mà vừa lựa ngoài mắt ngoài. Con này của ông Quyên nha, tính không? Con này của ông Quyên không tính vô à. Con này ăn thế, ông Quyên không tính nha. Con ăn rồi có tính gì? Không có tiêu rồi con. Không tiêu đâu không ha. Rồi quê. Rồi nó lỏng luôn rồi.
nó chua mà bỏ rồi. Vậy làm đi. Nhưng mà phải nhiều người vậy nó ăn mới được, có nghĩa là phải mời trên đây xuống dưới nha. Sao con ăn đi Quyên? Trong đây mình nhận thấy là chỉ có thịt bò là ngon nhất. Như ăn ra không? Ăn đi. Tụng nước bò ngon hơn mày ơi. Bò nướng ngon bò. Còn mấy bò kia nó ăn thôi. Kệ ăn đi con. Bạch tuộc nó không tươi lắm. Thắng ăn về nhìn chứ mình được. Rồi như vậy là cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Trời mưa ăn đồ nướng cũng ngon. Đứa nhỏ nó ăn xong nó kéo đi chơi, dầm mưa đi chơi nữa rồi. Đi xuống dưới nhà của cô Thắng với lại bé Nhi. Ăn đồ nướng mà chơi luôn nguyên nồi luôn. Phải đó Vinh. Mày tính bôi nhỏ anh vợ hả? Ăn đồ nướng mà chơi nguyên nồi luôn. Nhờ ăn vậy cho nên nó mới mũm mĩm.